Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Tên đầy đủ của tôi là Phạm Đức Minh. Tôi rất vui lại được giao lưu với quý vị, anh chị và các bạn trong chương trình Coi mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Tôi rất muốn chia sẻ và tôi cảm thấy thú vị khi mình được chia sẻ những điều mình hiểu, mình biết tới quý vị, anh chị. Và cái nội dung ngày hôm nay tôi muốn giao lưu chia sẻ với quý vị đó chính là đi tìm giá trị cốt lõi của bản thân. Đó là một cái mà tôi trăn trở trong nhiều năm. Đó là một cái điều mà tôi rất mong muốn khám phá. Hay đối với bản thân tôi thì tôi coi rằng đó là một hành trình khám phá bản thân. Thế thì tôi đã làm những cái phương pháp, tôi đã tìm hiểu những cái cách thức để mà khám phá ra được bản thân mình. Thưa quý vị, anh chị, tôi rất muốn khám phá cái bản thân mình. Tôi tìm hiểu thông qua bạn bè, thông qua người thân, và tôi nhận được rất nhiều ý kiến từ phía người xung quanh. Thưa quý vị, người thì cho rằng tôi mâu thuẫn, người thì cho rằng tôi có nhiều cái mâu thuẫn, tôi thấy có nhiều cái mâu thuẫn. Những người thì cho rằng tôi thuộc mẫu người tình cảm, người thì nhận xét tôi lý trí, người thì bảo tôi mạnh mẽ và quyết đoán, trong khi có những người thì cho rằng tôi cầu toàn. Cũng có người cho rằng tôi thuộc mẫu người thận trọng, có những người thì nói tôi thuộc người lập dị. Mà nhận xét nào thì tôi thấy cũng người mẹ của tôi thì bảo tôi không có tình cảm, vợ của tôi thì bảo tôi không biết quan tâm đến người khác, vân vân. Chưa thỏa đáng với những nhận xét đó, tôi tiếp tục hành trình tìm hiểu và khám phá bản thân qua những công cụ khám phá tính cách khác nhau như chiêm tinh học, 12 cung hoàng đạo hay là xem bói, qua nhân tướng học, xem đường chỉ tay, xem tử vi, quái bài tây, rút quẻ trên chùa hoặc làm các bài test khác, vân vân. Đi xa có, đi gần có, thầy giỏi có, đông tây có. Nhưng khi mà tôi ngồi tôi suy ngẫm, tôi thấy rằng đó chỉ là những mẫu số chung và chỉ cho tôi biết tổng quan về cá nhân mình. Điều đó khiến tôi vẫn chưa có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về bản thân mình, và nó không cụ thể, nó có cái gì đó nó vẫn cứ chung chung, và nó có cái gì đó nó chưa sâu sắc, chưa rõ ràng, chưa lột tả được giá trị cốt lõi trong con người tôi. Liệu còn cái phương pháp nào hiệu quả và tối ưu hơn để trợ giúp cho tôi trong quá trình khám phá bản thân mình? Có, thưa quý vị. Và rất may cho tôi là tôi đã tìm thấy, và rất may cho tôi là dù không sớm nhưng tôi cũng tìm ra được lời giải đó cho cuộc đời mình. Được xem là giải pháp tối ưu thì tôi thấy rằng sinh trắc học dấu vân tay hay phân tích dấu vân tay, thưa quý vị, độ chính xác khá ổn. Và phân tích học dấu vân tay có tên tiếng Anh là Dermatographic. Phương pháp này độ chính xác lên đến 90% sinh trắc học dấu vân tay. Nó sẽ giúp tôi khám phá ra được nét tính cách bẩm sinh, giải mã được những bí ẩn và những tiềm năng thiên bẩm lão bộ trong con người tôi. Tôi không mất nhiều thời gian, thưa quý vị, anh chị, tôi không tốn nhiều chi phí, nhưng tôi tìm được câu trả lời thỏa đáng và chính xác. Tôi là ai? Who am I? Tôi là ai?
tôi có thế mạnh gì, tôi phù hợp với những ngành nghề nào. Thưa quý vị, và thông qua bài phân tích dấu vân tay hay báo cáo sinh trắc học dấu vân tay cho tôi biết một cái nhìn tổng thể toàn diện về bản thân, và tôi cũng sẽ nhận được khuyến nghị phù hợp nhất dựa trên đặc trưng tính cách và tiềm năng tiềm ẩn trong con người tôi trong bộ não. Đó là những cái mà nó rất tuyệt vời, rất ý nghĩa đối với tôi. Tôi biết mình có cái năng lực cụ thể gì, tôi biết mình có sở trường gì, và cái nghề nghiệp thực sự phù hợp với tôi là nghề nghiệp gì. Thưa quý vị, nên tôi nghĩ rằng qua cái phương pháp sinh trắc học dấu vân tay, qua cái nghiên cứu phân tích dấu vân tay, tôi thấy thật sự là tuyệt vời và ý nghĩa. Nó đã giúp tôi giải được bài toán của cuộc đời mình, nó cho tôi thời gian ngắn lại, không cần phải đi tìm hiểu, không cần phải đi khám phá bản thân mình qua những công cụ mà tôi chưa rõ ràng nữa. Và bắt đầu từ đây tôi nhận thấy mình thực sự có nhiều năng lượng, tôi thấy mình có nhiều giá trị, tôi thấy mình có nhiều cái tài năng mà bấy lâu nay mình không biết. Nhưng tôi cũng thấy mình có quá nhiều hạn chế, và tôi cũng biết lý do tại sao có nhiều cái mình chưa đạt được. Nhưng thông qua công cụ này tôi thấy thật sự là tuyệt vời và ý nghĩa. Đó là sinh trắc học dấu vân tay, hay người ta gọi là phân tích dấu vân tay. Thật là tuyệt vời. Cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã lắng nghe và xem video này một lần nữa. Cảm ơn quý vị, anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.